Cô hôm nay là mấy ngày? Nên là vừa Nhìn toàn nhìn 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 thẳng phía đằng trước sang ngày thứ sáu rồi đấy. Ngày thứ sáu à? Dạ. Ôi, nói chung là của cô là đẹp rồi nhé. Vâng. Cái góc trong này nó hơi vàng vàng đấy, đấy là nó trong cái miếng vá. Vâng. Cái miếng vá nó dần dần nó sẽ ổn định dần nhé. Vâng. Cái này về có đau mấy hôm cô? Cũng không thấy đau, chỉ thấy không cạnh. Thấy đau à? Vâng. Thôi đẹp rồi. Vâng. Cái này thêm mất thời gian nó ổn định thôi. Góc trên này nó sẽ hơi bẩn bẩn cộm cộm bởi vì chúng cháu là cắt cái miếng vá ở đây và giả vá vào cái chỗ góc này nhé. Dạ. Ừ, đẹp.